Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tác phẩm Sương Rồng Tím với tập 15. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng như mọi hôm thôi, rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông, một thao tác rất là quan trọng để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ audio truyện nào được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 15 Sương Rồng Tím qua giọng đọc Đình Duy. Miến trả tiền xe rồi hớt hải chạy vào bệnh viện Việt Đức. Điện thoại không có nên cô phải hỏi thăm bác bảo vệ ngay ở ngoài cổng. Lúc bảo đến phòng cấp cứu, Miến cảm thấy hoa mắt bởi vì xe cấp cứu từ các nơi đổ về. Người nằm trên băng ca, người được dìu vào đợi khám. Nhiều người máu me nhìn hãi hùng. Nhân viên y tế mặc áo blue trắng đi lại tất bật. Hầu như không ai có thời gian để nghe cô trình bày. Một bác lao công thấy vậy gọi Miến ra mách nhỏ. Nếu chồng cô bị thương ở đầu, cô đi thẳng vào khu phòng mổ xem sao. Dãy hành lang ở khu mổ có nhiều người nhà bệnh nhân. Điều dễ nhận thấy trên khuôn mặt người nào cũng lộ rõ vẻ lo âu. Trong các phòng mổ, người thân của họ đang ở giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Miến vui mừng khi nhận ra con gái ở gần cuối hành lang. Tử Vân đứng dựa vào tường, đang cầm chiếc bánh mì ăn một cách ngon lành. Miến lại gần, dồn dập hỏi thăm. Tình hình thế nào rồi con? Lúc mày gọi điện, con đến viện có gặp chú Dự không? Tử Vân vẫn thong thả ăn nốt miếng bánh mì đang cầm trên tay. Sau đó cô thong thả trả lời từng câu hỏi của mẹ mình. Hiện nay bác sĩ đã mổ để giải phóng áp lực ở não, còn kết quả thế nào phải đợi mổ xong đã. Lúc mẹ gọi điện là con có mặt ngay nhưng không gặp được. Miến thẳng thốt nói, mẹ lo lắm, nhỡ chú ý có mệnh hệ gì lại khổ thằng Vương, em con nó còn bé quá. Tử Vân thản nhiên nói, mẹ yên tâm, người như chú Dự không chết dậy thế đâu. Mài nói chuyện với con gái nên Miến không để ý thấy cậu con út nhà cụ Trường Thìn đang ngồi gần đó. Chỉ đến lúc Huy đưa chai nước mở nắp cho Tử Vân uống, Miến thoáng giật mình. Đợi con gái uống nước xong, Miến hỏi nhỏ, làm sao con quen chú này? Tử Vân thì thào, thằng con rơi đánh của chú Huy chính là kẻ đập vỡ đầu chú Dự. Con quen cả hai vợ chồng chú Huy, nói vậy mẹ hiểu chưa? Miến chợt hiểu ra tất cả. Hóa ra người đàn bà gian díu với chồng cô lại là người đã sinh cháu đích tôn cho dòng họ Nguyễn Viết. Cô thấy bất an vì nhớ lại nguyên nhân vì sao mẹ của Tử Vân phải treo cổ tự tử khi cô bé vừa đầy tháng. Nghĩ đến cảnh chồng đang nằm trên bàn mổ, tự nhiên Miến lo sợ thằng cu Vương lại mồ côi cha thì khổ. Số phận khéo sắp đặt khi cô phải đối diện với bố đẻ của Tử Vân trong một hoàn cảnh không lấy gì làm vui vẻ. Miến đưa tiền cho con gái rồi dặn dò. Ca mổ chắc còn lâu, con chịu khó sang phố Phủ Doãn mua cho mẹ gói xôi chả. Nhớ đừng mua ngay gần cổng bệnh viện sẽ không ngon. Đợi cho Tử Vân đi hết dọc hành lang, Miến ngồi cạnh bố đẻ của Tử Vân trong tâm trạng khó nói. Cô không ngờ sự việc khiến bí mật chôn vùi mười mấy năm qua có nguy cơ bị lộ. Miến nhớ rất rõ ngày Huy còn trẻ. Hồi đó Miến còn bán bún ốc ngay con ngõ gần nhà cụ Trường Thìn. Tuy nhiên chàng công tử duy nhất của dòng họ Nguyễn Viết chưa một lần ghé sang ăn quà. Ngày đó, đám cưới của Huy to nhất làng. Nguyễn Viết là dòng họ lớn, vì thế không phải một mà hai con lợn được mổ vào hôm dựng rạp. Sau này, lúc vợ chồng Miến cùng bà mẹ chồng sang đón bé Tử Vân về nuôi, hôm đó Miến nấn ná đợi Huy về cho hai bố con chia tay nhau. Nhưng Huy bỏ sang Gia Lâm nhậu nhẹt cùng đám bạn đến khuya mới về. Huy nhìn Miến một cách ngại ngần. Hơn chục năm trôi qua nên mọi người đều thay đổi. Đến như con bé Tử Vân bé bỏng ngày nào bây giờ đã lớn phồng phao thành thiếu nữ. Lúc đưa Dựa Hấp đi cấp cứu, Huy cũng không ngờ mọi chuyện ra nông nỗi đó. Trong lúc hai mẹ con Lập Thành phải ra đồn công an khai báo, Huy phải ở lại đợi tin từ các bác sĩ. Việc Dựa Hấp là bố dượng của Tử Vân khiến Huy ngỡ ngàng. Anh không ngờ vợ chồng Miến Hường lại chia tay nhau. Giờ đây, gặp nhau trong hoàn cảnh này, tự nhiên Huy thấy hết sức ái ngại. Thấy người hàng xóm năm xưa vẫn im lặng, Huy chủ động lên tiếng. Thôi, con dại cái mang. Dù sao việc đã xảy ra rồi nên tôi mong chị thông cảm. Nếu có thể mọi việc sẽ được giải quyết giữa hai gia đình. Miến nhìn ra phía hành lang để biết chắc con gái chưa thể quay về. Cô nhẹ nhàng nói. Thật ra việc này là chuyện cá nhân của chồng tôi với cô ta.
Chính vì thế, người phải chịu trách nhiệm là cô ta cùng đứa con trai. Nhưng việc đó hãy để bên công an phán xử. Dù sao, tôi muốn vợ chồng cậu hãy tránh xa con bé Tử Vân. Bởi vì cuộc đời của nó nếm trải nhiều đắng cay rồi. Huy mở miệng định thanh minh. Tuy nhiên, Tử Vân đã mua đồ ăn quay về, nên hai người hàng xóm cũ đành tạm gác câu chuyện lại. Do con trai gây ra hậu họa, chính vì vậy Huy chủ động gửi phong bì cảm ơn bác sĩ cùng ekip. Sau 3 tiếng mổ cấp cứu, vị bác sĩ phẫu thuật bước ra, thông báo bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hậu phẫu. Việc có để lại di chứng hay không phải đợi thời gian để kiểm chứng. Khi trời bắt đầu tối sầm, Miến đi theo mấy người đẩy mang ca đưa chồng về phòng. Theo người y tá nói, chắc phải đến nửa đêm bệnh nhân mới tỉnh lại. Thấy không còn sớm nên Miến nhờ con gái quay về nhà đón em và nấu ăn cho nó. Đêm nay cô sẽ ngủ lại tại bệnh viện để chăm sóc cho chồng. Buổi bán hàng sáng mai đành hủy bỏ. Tử Vân trước khi về làng Triều Khúc còn chạy ra ngoài cổng bệnh viện. Sau một hồi ngó nghiêng, cô đã mua đủ chậu rửa mặt, bô đi tiểu, phích đựng nước sôi cùng túi bánh xốp đem vào cho mẹ mình. Tối hôm đó, Tử Vân đón cô Vuông nhưng không về nhà thổi cơm như kế hoạch. Sau khi dặn cậu em ngồi sau phải ôm chặt mình không ngã, Tử Vân phi con xe Honda 67 về cống trẹm. Không mấy khi nhà có thêm người nên bà Phẩm vui mừng ra mặt. Bà mở tủ lạnh lấy hai quả trứng để tráng cho cô Vuông ăn tối. Trong lúc hai chị em Tử Vân ngồi ăn, bà cụ Phẩm nhận xét. Thằng bé này đi học rồi mà bé quá. Chắc bị còi xương từ bé đây. Tử Vân phì cười giải thích. Bà có thấy chú Dự cao to không mà đòi thằng cu này lớn nhanh? Gần 9 giờ tối, Huy từ bệnh viện về đến nhà. Biết chồng đang mệt nên Ngân dọn đồ ăn, còn việc hỏi han để sau. Đúng như dự tính của Ngân, lúc ăn cơm xong, Huy kể chuyện cho cô nghe. Cũng may đưa vào viện mổ cấp cứu kịp thời nên sẽ ổn thôi. Chẳng may Dinh án mạng là thằng danh con toi đời. Bưng cho chồng cốc nước dâu, Ngân thẳng thắn đề nghị. Em thấy việc mổ và chi phí thuốc men rất tốn kém. Đợi con mẹ nó ở đồn công an về, lúc đó anh sang nói chuyện về khoản tiền này. Em nghĩ nếu con mẹ nó không có tiền hoặc không chịu chi trả, lúc đó vợ chồng mình vẫn ứng ra trước cho được việc. Nhưng sau này sẽ trừ vào khoản thừa kế của thằng Lập Thành. Bởi vì nhà mình không thể đi dọn rác cho mẹ con nó mãi được. Huy nói cho vợ biết. Chuyện tiền nong tạm thời chưa tính đến. Điều anh lo lại ở chuyện khác. Em có biết người mà thằng Lập Thành đập vỡ đầu là ai không? Ngân bĩu môi. Thì cả làng đồn ầm lên là con bớp đi cặp bồ. Nhưng bây giờ thằng này no sôi chán chè nên nó dẫy ra, quay về với vợ con. Nên mới có việc bọn đấy cắn xe lẫn nhau. Huy luôn phục vợ mình ở khoản săn tin. Cửa hàng tạp hóa của nhà như trung tâm tin tức. Vì thế trong làng có việc gì, Ngân đều biết sớm nhất. Tuy nhiên lần này có vẻ thông tin của Ngân chưa đủ. Huy ngồi sát vào Ngân, nói một cách bí mật. Thằng đó bồ bịch là đúng rồi. Nhưng nó chính là thằng lái xe taxi hay chở em đi ngày trước đó. Chính vì ngồi đợi em trong quán xương rồng tím, nên hai người đó quen nhau. Tay Dự lái taxi đúng không? Ngân rú lên như phát hiện được điều gì quan trọng lắm. Bởi vì giữa Ngân và Dự cũng hay trò chuyện mỗi lần cô cần bắt taxi lên phố. Nhưng việc Dự và Thục Bớp quan hệ với nhau đúng là tin sốt dẻo. Huy châm điếu thuốc hút rồi lặng lẽ quan sát khuôn mặt của vợ. Có lẽ Ngân chưa biết được tin quan trọng nhất nên Huy cũng không vội. Đợi cho vợ mình trở lại trạng thái bình thường, Huy lại tiếp tục nói nốt phần hay nhất của câu chuyện. Việc mẹ thằng Lập Thành qua lại với ai không liên quan đến nhà mình. Nhưng Tay Dự chính là bố dượng con bé Tử Vân. Ngày xưa vợ chồng mình Đinh Đinh nó ở cùng vợ chồng Miến Hưởng. Nhưng hóa ra không phải. Vợ chồng nhà đó ly hôn lâu rồi. Hiện nay Tay Hưởng lấy vợ khác và có con nhỏ. Bà Miến cũng lấy Tay Dự và có một đứa con trai. Hiện nay con bé Tử Vân ở cống trẹm là sống cùng bà Phẩm. Chính vì thế anh cũng ngạc nhiên khi nó phải bán nước ghi đề lúc còn ít tuổi. Ngân há hốc mồm vì kinh ngạc. Nếu không phải chồng nói ra, chắc cô không tin đó là sự thật. Cuối cùng mọi việc lại quy về một mối. Ngân thở dài, nói một cách đầy chua xót và cay đắng. Người ta nói con là lộc của trời. Anh lấy vợ có con. Anh đi chơi bớp cũng có con. Bố nuôi con bé Tử Vân đi lấy vợ cũng có con. Mẹ nuôi của nó lấy chồng lại sinh con. Mọi người chờ đẻ quá dễ dàng. Riêng tôi lấy anh hơn 10 năm, không có nổi mụn con.
Biết vợ đang anh em vui vẻ, nhưng hễ động đến nỗi đau sâu thẳm về chuyện con cái, sẽ biến thành con người khác. Thương vợ, nên Huy đành an ủi. Thôi, vợ chồng mình cũng đã thuốc thang đủ hết rồi, nhiều người như em vẫn sống hạnh phúc đó thôi. Ngồi thừa người vì buồn, Ngân quệt nước mắt thông báo với chồng. Mai dỗ ông rồi, nhưng năm nay chỉ làm vài mâm cho nội bộ gia đình thôi. Chú cả Thanh cũng mất lâu rồi, vì thế đám con của chú cũng ít qua lại bên nhà mình. Huy gật đầu chấp thuận. Đợi vợ nguôi ngoai liền nhẹ nhàng nói. Thằng Danh lập thành chưa đủ 18 tuổi. Sáng mai anh ra đồn công an bảo lãnh cho nó. Dù sao ngày dỗ ông mà không có thằng đích thôn thắp hương, lúc đó hương hồn của ông lại thấy tội. Đúng như vợ Huy nói, đám dỗ cụ Trường Thìn chỉ có làm 3 mâm cho con cháu trong nhà. Kể từ ngày cụ Trường Thìn về với tổ tiên, gia cảnh của dòng họ Nguyễn Viết ngành trường cũng bắt đầu sa sút. Tiếng là trường họ thay bố mình, tuy nhiên Huy không có được sự nể trọng của anh em trong họ. Chính vì thế những lần họp họ, những dịp dỗ tổ theo truyền thống đã không có sự tham dự đông đủ của nhiều người. Sự bề thế của ngôi từ đường cũng không còn vì nhà cửa mọc san sát xung quanh. Buổi dỗ của Trần Tiền hôm nay cũng có sự khác lạ. 3 người con rể của cụ không có ai tham dự, bởi vì mỗi người lại vướng một chuyện khác nhau. Cô Đào hỏi em trai. Cậu Huy cho chị hỏi, sao chú Trường ở sát đây mà giờ này không thấy sang gì? Hay đợi cố bản xong xuôi mới xuất hiện? Huy liếc nhìn 3 người chị gái rồi điềm đạm nói. Hôm trước lão Trường mượn rượu đánh vợ, sau đó lại còn réo cả họ Nguyễn Viết ra chửi bới. Em điên tiết nên đã chạy sang đập cho thằng bất dạy vô ơn đó một trận. Bây giờ không dám mở mặt sang đâu. Khác với tay Trường mất dạy, chồng cô Thắm về hưu một thời gian đã bị tai biến. Hiện nay mọi việc sinh hoạt cá nhân hay đi lại trong nhà rất khó khăn. Ngồi thừa người nghe xong chuyện của em trai, cô Thắm buồn bã nói. Ngày trước chị bán miếng đất khi còn rẻ nên không được mấy tiền. Lúc anh ý đổ bệnh là dốc hết vào thuốc men. Ngày dỗ là dịp mấy chị em gặp nhau hàn huyên tâm sự. Cô Đào nghe xong chuyện của 2 người em gái cũng bùi ngồi tâm sự. Ít ra 2 cô vẫn có chồng để chăm sóc hầu hạ, như chị mới thậm khổ. Ai mà biết được lão chồng đạo mạo là vậy mà lại đổ đốn. Có ai ngờ 2 vợ chồng già dâu rể đủ hết, cháu nội cháu ngoại cũng không thiếu, vậy mà đưa nhau ra tòa ly hôn. Lão đó chỉ muốn rảnh chân để chạy đến chỗ con người tình trẻ. Vụ ly hôn khiến chị xấu mặt với mấy gia đình thông gia. Nhưng bây giờ chị nghĩ thông suốt rồi, mình phải sống cho bản thân trước đã. Ngân bừng mầm cỗ cúng đặt lên bàn thờ, cô dục chồng thắp hương khấn vái cho phải phép. Tranh thủ lúc rảnh việc, Ngân ngồi xuống nói nhỏ với mấy người chị chồng. Chuyện nhà em bây giờ mới nát, ai đời cả 2 đứa con của anh Huy đều liên quan đến nhau theo nhiều cách. Nói phải tội chết, nhưng em sợ thằng Lập Thành sẽ hỏng sớm. Em nhớ, ngày trước, khi chú cả Thanh còn sống, chú từng kể ông nhà mình xem tử vi thằng Lập Thành rồi phán. Thằng này sinh tháng sau sẽ phạm vào việc khai đao sát giới gì đó. Huy thắp hương khấn vái mời các vị tổ tiên về thụ lộc xong. Lúc quay ra, thấy vợ mình cùng 3 người chị gái đang nói về thằng Lập Thành nên tỏ vẻ không thoải mái. Bởi vì hễ nhắc đến thằng cu, lúc nào mọi người cũng lôi mẹ nó ra để rỉa giói cho bỏ tức. Trong lúc mọi người đang rì rầm bàn tán, bất chợt thằng Lập Thành lững thững đi vào. Nó lý nhí chào từng người rồi tiến lại bàn thờ. Dưới sự hướng dẫn của Huy, nó thắp hương và lẩm rẩm vài câu. Trời về khuya, nhưng bà Phẩm vẫn ngồi đợi cửa. Kể từ ngày dự hấp nằm viện, bà thấy Tử Vân không có lấy 1 phút rảnh rỗi. Hôm nào đọc số cho chủ đề xong xuôi, con gái bà tranh thủ tắm giặt rồi đợi kết quả. Lúc đang ăn cơm, nhiều khi phải đứng lên thanh toán tiền cho khách. Khi mọi việc đâu vào đấy, cũng là lúc Tử Vân chạy xe máy vào bệnh viện Việt Đức để thay ca cho mẹ mình. Tranh thủ lúc con gái ở trong viện, Miến vội đi tắm gội bán cơm ở ngay một nhà trọ gần đó. Thằng cu Vuông được Tử Vân đưa đón hàng ngày nên cô yên tâm. Đêm hôm đó, trước lúc đi ngủ, Tử Vân ôm bà nội báo một tin quan trọng. Cháu nhận lời yêu anh Thái rồi nhé, như vậy bà không phải lo cháu không có người tâm sự. Đang nằm thiêu thiêu ngủ, bà Phẩm nghe Tử Vân nói xong liền tỉnh giấc ngay lập tức. Bà vui mừng hỏi cháu gái. Cậu đó nhà ở đâu? Hiện nay làm gì rồi? Hơn cháu mấy tuổi? Tử Vân trả lời mạch lạc từng câu hỏi của bà nội. Anh Thái nhà ở ngay phố Hồ Giám.
anh ấy hơn cháu có 5 tuổi thôi. Cháu nói ra chắc bà bất ngờ. Người yêu cháu làm công an. Bà Phẩm ngồi bật dậy kêu khẽ. Giời à, yêu công an thì sao mà kết hôn được hả con? Họ xét lý lịch kỹ lắm, không như nghề bình thường. Cháu phải nhớ, bố cháu đã từng ngồi tù vài năm. Hiện nay mẹ cháu cũng đang sống cùng với người vào tù ra tội. Bà nghĩ chuyện tình cảm này rồi không đi đến đâu. Cháu nghe bà, suy nghĩ lại đi, không sau này lại khổ. Từ Vân bắt đầu buồn ngủ díp mắt. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn nói thêm một câu an ủi bà nội mình. Bà yên tâm đi, người yêu cháu bị loại khỏi ngành công an rồi. Cháu nghe nói do anh ấy bị kỷ luật gì đó. Trời mưa tầm tã suốt 3 ngày khiến mọi sinh hoạt đảo lộn. Mặc dù Tử Vân che chắn kín mít nhưng không ăn thua vì quán ướt lép nhép. Gần trưa, trời tạnh dần, bắt đầu có ánh nắng nhẹ, làm cho không khí mát mẻ trong lành. Còn cống thối nước chảy cuồn cuộn nhưng mùi hôi đã bớt đi rất nhiều. Tử Vân tranh thủ trời tạnh mưa, quét dọn chỗ nước đọng. Cô cuộn bớt mấy tấm bạt cho thoáng. Vị khách đầu tiên bước vào quán, không ai khác chính là lão Tùng Bò. Không đợi khách lên tiếng, Tử Vân rót ngay chén trà nóng đặt trước mặt. Châm lửa bắn xong điếu thuốc lào cho ấm phổi. Lão Tùng Bò hất hàm hỏi trống không. Tình hình trong viện thế nào rồi? Có khả quan không? Tử Vân tranh thủ lau mặt bàn cho khô ráo. Cô nhanh nhẹn trả lời. Ông yên tâm. Con trai ông khỏe rồi, nên sẽ sớm xuất viện. Phía sau đầu có vết sẹo dài. Chắc sau này chú dự để tóc dài sẽ không ai nhìn thấy đâu. Lão Tùng Bò kể từ dạo cãi nhau và từ mặt con trai hiếm khi nhắc đến dự hấp. Nhưng hôm nay lão phá lệ vì muốn biết tình hình. Nghe xong câu trả lời của Tử Vân, lão dùng lòng bàn tay xoa miệng điếu rồi thong thả vê thuốc chuẩn bị hút thêm bi nữa. Ngắm còn cống thối nước dâng cao trước mặt, lão chép miệng nói. Màng tiếng là anh hùng hảo hán, đi đâu cũng vỗ ngực khoe mặt tiền án trán tiền sự. Vậy mà bị thằng nhãi danh đập cho vỡ sọ. Lần này không chết cũng chập trang thôi. Tử Vân trợn mắt ngạc nhiên trước lời nói sỗ sàng của lão Tùng Bò. Cô bé nhăn mặt kêu. Ông phú miệng quá, cháu thấy chú dựa bình thường không bị chập trang tẹo nào. Còn bé thì biết gì, có chập hay không phải hỏi mẹ mày nha. Nhà này có thằng Minh chập. Giờ thêm ông dự vừa hấp vừa chập, đúng là vô phúc mục mà. Lão Tùng Bò nhả khói lên trời rồi chiêu một ngụm nước trà, đôi mắt lão lim dim, không phải do say thuốc lào. Không hiểu sao lão thường nhớ đến đêm đột nhập vào nhà bà Phẩm. Lần đó, lão đã hiếp dâm cô Miến để thỏa mãn dục vọng của mình. Sự đời trớ trêu, người thiếp phụ bị lão hãm hiếp đã trở thành con dâu. Không những thế, cô ta còn sinh một thằng cháu nội. Mặc dù lão chưa từng gặp mặt. Ông hôm nay chốt con nào chưa? Cháu thấy khói thuốc lào tròn như chữ O. Hay ông đánh đầu không nhé? Tiếng Tử Vân hỏi khiến lão Tùng Bò sực tỉnh. Sau một hồi xem xét kết quả xổ số của mấy ngày vừa qua, lão Tùng Bò chép miệng nói. Ông đánh mãi cũng không trúng được. Thôi, hôm nay tạm nghỉ. Tử Vân rót thêm trà cho khách rồi nhẹ nhàng giải thích. Ông đánh đề không có sự nhẫn nại. Mỗi ngày ông đánh một con, hễ không ra, lại đổi con khác. Theo cháu, ông nuôi hẳn một con cho dễ, lại không phải tính. Cháu thấy như vậy, còn thích hơn nuôi bò. Lão Tùng Bò phì cười, nhưng thấy Tử Vân nói không sai. Lão móc tiền ra nói đưa cho Tử Vân rồi giao hẹn. Mày chọn cho ông một con. Hôm nay tạm thời cứ đánh 20 ngàn. Trước khi rời quán, lão Tùng Bò đặt một túi nhỏ trước mặt Tử Vân, lão dặn dò. Ngày mai con vào viện thăm người chú chập trang, nhớ cho ông gửi ít thuốc bổ não. Tử Vân mở túi nhìn có 2 hộp thuốc nhập khẩu. Cô bé ngạc nhiên hỏi. Sao ông không ghé vào viện thăm chú dữ? Ông bận không vào được. Lão Tùng Bò lững thững bỏ đi để tránh phải trả lời câu hỏi của Tử Vân. Dù sao hôm nay việc cần nhờ đã nhờ được rồi. Thằng con rời đánh của lão phải nằm viện cũng không oan. Người ta hay nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, cấm có sai bao giờ. Nhiều lúc ngồi buồn, lão tự vấn lương tâm về chuyện cưỡng bức Miến. Tuy nhiên cảm giác ân hận không hề xuất hiện.
Lão chỉ bực thằng con rời đánh, quyết tâm cưới Miến làm vợ. Chính điều đó làm cho lão Lâm vào hoàn cảnh khó xử. Đầu giờ sáng, bác sĩ cùng y tá đi thăm bệnh nhân. Người nào cần đổi thuốc hay chuyển đi xét nghiệm đều được bác sĩ nhắc cho y tá nắm rõ. Ngay khi miếng băng quấn trên đầu của Dự Hấp được tháo ra, vị bác sĩ kiểm tra vết mổ rồi quay sang nhắc y tá. Nói người nhà bệnh nhân làm thủ tục ra viện trong hôm nay. Dự Hấp rụt rè hỏi lại. Báo cáo cán bộ, nhưng em vẫn thấy đầu váng vất. Ông bác sĩ chậm rãi giải thích. Anh về nhà tĩnh dưỡng và uống thuốc đầy đủ. Tháng sau quay lại tái khám là được. Nhìn lướt qua Dự Hấp, ông bác sĩ nói tiếp. Tôi là bác sĩ, không phải cán bộ. Chắc ngày xưa anh đi trại nên vẫn quen kiểu xưng hô đó phải không? Dự Hấp thoáng bối rối. Y vội cài nốt chiếc cúc áo để che đi hình xăm con nải bàng tung cánh ở ngực. Tuy vậy, hai cánh tay chi chít những hình xăm trổ đã nói hộ mọi điều cần nói. Gần trưa, đến giờ vào thăm người bệnh. Miến xách cặp lồng phở đem vào cho chồng. Cô dỗ dành. Hôm nay anh cố ăn hết đừng bỏ phí. Em mua đúng hàng phở chất ở Khâm Thiên như anh yêu cầu. Dự Hấp thông báo cho vợ việc mình được ra viện. Y cũng bày tỏ việc sẽ nằm nhà an dưỡng một thời gian. Khi nào khỏe sẽ xin lái xe ở một hãng taxi khác. Tranh thủ lúc chồng ăn phở, Miến gọt cam để sẵn ra đĩa. Cô cúi xuống gầm giường để kiểm tra, nhưng không thấy chiếc bô đựng nước tiểu đâu. Dự Hấp biết ý nên chỉ vào nhà vệ sinh nói. Anh tự vào đó, nên không cần dùng đến bô nữa. Chút ra viện để lại cho những người đến sau sử dụng. Vì muốn vợ vui lòng, do đã mất công mua tận phố Khâm Thiên, Dự Hấp cố ăn hết bát phở không để sót chút nào. Chồng vừa ăn xong, Miến cầm bát và cặp lồng chuẩn bị vào nhà vệ sinh để rửa. Cô thấy Tục Bấp bất ngờ xuất hiện ngay cửa phòng bệnh. Trên tay cô ta xách một túi táo nặng trĩu tay. Đây là loại táo của Trung Quốc được nhập về từ cửa khẩu Tân Thanh. Táo này hiện được bày bán khắp các chợ. Trước sự ngạc nhiên của vợ chồng Dự, bằng một giọng nhẹ nhàng, Tục Bấp trình bày. Em chọn giờ ăn trưa để vào thăm vì biết sẽ gặp được cả hai người. Không đợi Miến lên tiếng, Tục Bấp chủ động kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh rồi nói tiếp. Việc xảy ra là điều không ai muốn, nhưng lỗi vẫn thuộc về mẹ con em. Thời gian qua em suy nghĩ rất nhiều. Đúng là cái gì không thuộc về mình thì không nên tham. Tục Bấp nhìn thẳng vào mắt của Miến, cô ta thẳng thắn bày tỏ. Việc em đến gặp chị và nói những điều không thuận tai là sai, bởi vì lúc đó em quá hiếu thắng. Hôm nay cho em xin lỗi và mong chị bỏ qua. Còn chuyện tình cảm của em với anh Dự bây giờ đã thành quá khứ. Thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy Tục Bớp nói những lời ăn năn chân thành, Miến cười buồn. Cô trả lời thật lòng. Người phải cảm ơn chính là tôi. Nếu cô không đến tận nhà trả đồ, chắc bây giờ hai người vẫn qua mặt tôi để quan hệ lén lút. Dù sao đây cũng là bài học cay đắng. Nhiều khi nhìn vậy, nhưng chưa chắc đã còn là của mình nữa. Dự Hấp nửa nằm nửa ngồi ở trên giường. Sau một hồi quan sát hai người phụ nữ nói qua nói lại, biết không thể im lặng được nữa. Lúc này, y lên tiếng mang tính hòa giải. Thôi, cái gì đã qua, hãy cho qua luôn. Anh cũng xin lỗi vì không kiềm chế được tính nóng nảy của mình. Thấy chồng chưa được khỏe, nên Miến không muốn đôi co. Dù sao việc Thục hứa không qua lại với Dự, làm cô hài lòng. Xét cho cùng, ra néo lại đứt dây. Cùng phận đàn bà với nhau, Miến không ghét bỏ người tình của chồng. Cô chỉ thấy buồn lòng vì sự phản bội của chồng mình. Bởi vì cô biết nếu không có Thục, biết đâu sẽ có một cô nào đó xuất hiện trong cuộc đời gã chồng. Thục Bóp đặt túi táo có kèm theo một phong bì dày trên nóc chiếc tủ inox. Cô xin phép ra về sau khi nhắc lại lời hứa về việc chấm dứt qua lại với chồng Miến. Nhìn Thục Bóp bước ra khỏi phòng bệnh, Miến cảm thấy như chút được gánh nặng trong lòng. Cuối giờ chiều, khi trời đã mát, người đồng nghiệp của Dự đánh xe đến viện đón y về nhà. Mọi chi phí cho việc điều trị và tiền thuốc men đều do Huy chi trả. Lúc xe taxi rời khỏi cổng bệnh viện, Dự Hấp thở dài nói với vợ. Hại nhất là nằm viện, một lần là đủ khiếp rồi. Miến cầm khăn ướt lau mặt cho chồng, cô không muốn Dự phải nghĩ ngợi nhiều khi còn chưa khỏe. Vừa lau, cô vừa nhẹ nhàng nói. Thôi, về nhà tha hồ nghỉ ngơi. Anh sẽ thấy thoải mái hơn ở trong viện rất nhiều. Bác sĩ đã dặn uống thuốc đúng giờ, chịu khó đi lại trong phòng, không nên nằm nhiều quá. Buổi tối phải đi ngủ sớm. Xe taxi dừng trước cửa nhà, Dự Hấp được người đồng nghiệp dìu vào phòng khách. Từ trong bếp, mùi xào rán thơm phức bay ra.
Hôm nay Tử Vân đảm nhận việc làm mấy món ngon chào đón ông chủ nhà trở về. Đợi cho mấy người đồng nghiệp của Dự có mặt đông đủ, Miến vào bếp bưng mâm cơm ra ngoài phòng khách. Mọi người vui vẻ chúc mừng Dự hấp chóng bình phục để sớm được ngồi sau vô lăng. Trong bữa ăn, ngắm đầu Dự hấp chọc lốc, Tử Vân tấm tắc khen. Nhìn chú không có tóc rất ổn. Có khi sau này không cần để tóc dài, đỡ phải gội đầu. Nếu không bị mẹ mình lườm, chắc Tử Vân còn vui miệng nhận xét thêm vài câu nữa. Lần đầu tiên Huy đứng cùng con trai trên sân thượng lộng gió. Dù nhiều lúc Huy định nói chuyện thẳng thắn cùng con trai, tuy nhiên sự nấn ná khiến hai cha con ít khi gần gũi nhau. Mọi việc chỉ thay đổi khi Lập Thành phang vỡ đầu Dự hấp. Lúc đó Huy chợt hiểu mình không thể thờ ơ đi bên cạnh cuộc đời của Lập Thành được. Nếu không muốn phải ân hận về sau. Đưa tay chỉ cho con trai thấy mấy dãy nhà cao thấp nhấp nhô như sóng lượn. Huy giải thích rõ. Ngày xưa, toàn bộ khu đó là đất Hương Hòa của dòng họ Nguyễn Viết. Tuy vậy đến đời bố, đã không còn giữ được nữa. Lập Thành theo dõi những mái nhà lập tôn, lập ngói và đổ mái bằng rồi hỏi lại. Nhưng việc đó đâu liên quan gì đến con? Huy lại chỉ cho Lập Thành ngôi từ đường rồi giải thích. Bố thuận lợi hơn con rất nhiều. Hiện nay dù không phải bươn trải nhưng bố vẫn sống phong lưu. Tất cả đều nhờ vào phần đất bố được hưởng thừa kế. Mấy bác là chị gái của bố cũng được chia và bán hết. Do vậy mọi người có được số vốn ban đầu. Bố kể cho con hiểu. Bởi vì đến đời con sẽ chẳng còn gì để bán nữa. Ngôi từ đường là của dòng họ. Sau này con có thể ở. Tuy nhiên dù có sống vất vả hay thiếu thốn cũng không được phép bán. Lập Thành im lặng không nói câu nào. Việc mà cô cậu nghe hôm nay không có gì mới. Nhiều lần mải chơi không chịu học hành, Lập Thành đã được bà mẹ giáo huấn cho một bài. Kết thúc bao giờ cũng là câu. Con phải kiếm nghề tử tế mà làm. Đừng suốt ngày lêu lổng đuôi chim ngắm cá như ông bố đẻ. Huy tiếp tục phân tích. Con hiện nay dù chưa có tiền án, nhưng lại có tiền sự, trong khi chưa đến 18 tuổi. Vì thế sau này làm gì phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu con thực sự chán học, hãy tìm hiểu và chọn cho mình một nghề tử tế. Cần tiền để theo học nghề, bố sẽ chu cấp. Vốn đã chán học từ lâu, vừa nghe bố mình nói như vậy, Lập Thành cảm thấy phấn khích nên tâm sự thật lòng. Con chỉ muốn học cắt tóc nam nữ, không phải kiểu mấy ông thợ ngồi vỉa hè ở phố Quang Trung đâu. Nghề cắt tóc và làm đầu muốn giỏi, con thấy mọi người đều vào Sài Gòn học. Huy im lặng suy nghĩ rồi gật đầu chấp thuận. Để con trai có thêm động lực cho việc học nghề, Huy dặn ngay. Con về nói chuyện với mẹ mình xem. Nếu mẹ con không phản đối thì bố sẽ thu xếp được. Bà Phẩm quét dọn nhà cửa xong, bắt đầu bật tivi. Hôm nay cô cháu gái báo không ăn cơm nhà, nên bà nấu bát bánh đa ăn cho qua bữa. Từ dạo không được nuôi lợn trăm gà, thời gian là thứ bà cảm thấy có nhiều nhất. Ngồi một chỗ không làm gì khiến cho một ngày trôi qua rất chậm. Tuần trước Hưởng ghé về thăm, nhân lúc thấy bà kêu buồn, nên đã đề nghị chuyển về sống tại khu Thành Công. Bà Phẩm biết con trai có lòng báo hiếu, tuy nhiên bà không muốn Tử Vân phải vất vả một mình ở đây. Thuyết phục mẹ mình không được, Hưởng lại muốn bà bán nhà chuyển đi nơi khác sống để tránh ô nhiễm. Nghe con trai nói xong, hôm đó bà Phẩm nhẹ nhàng trả lời, mẹ già rồi nên không còn sống được bao lâu nữa. Con vội gì sao đòi bán nhà, hãy đợi lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay rồi bán chưa vội. Bà Phẩm thở dài vì chuyện Hưởng giận bà nên từ chối ở lại ăn cơm. Thậm chí đi có vài bước chân ra quán nước hỏi thăm con gái, nhưng con trai bà không thực hiện. Tối hôm đó, trước lúc đi ngủ, Tử Vân hỏi bà về việc bố mình về thăm, sao không ở lại ăn cơm. Thương cháu nên bà Phẩm giải thích. Do có việc đột xuất nên bố cháu phải đi ngay. Tử Vân lắc đầu không tin, bởi vì mấy lần chạy con xe Honda 67 đến thăm bố và dì ở khu Thành Công. Sự đón tiếp lạnh nhạt của hai người khiến cô bé tự ái. Kể từ đó Tử Vân không ló mặt tới thăm bố và đứa em trai nữa. Tiếng xe máy dừng lại trước cửa, bà Phẩm nhìn thấy cô cháu gái cùng cậu bạn trai bước vào nhà. Như vậy Tử Vân đã giữ đúng lời hứa hôm trước là sẽ đưa bạn trai về ra mắt cho bà hỏi han. Bởi vì bà không yên tâm khi cháu gái dính vào yêu sớm, chưa kể không rõ gia cảnh của người ta. Sau khi đuổi khéo Tử Vân xuống bếp bổ dưa hấu, bà Phẩm hỏi cậu thanh niên ngồi trước mặt. Cháu trước đây là công an phải không? Sao ra quần sớm thế? Bạn trai Tử Vân có biệt danh là Thái Tàu. Bởi đầu lúc nào cũng húi cua, cộng thêm đôi mắt một mí, nên nhìn giống y chang đám lính tàu hay được chiếu trên TV dạo trước.
Vừa nghe bà Phẩm hỏi thăm, Thái Tàu vội trình bày một cách rõ ràng. Bố mẹ cháu muốn con trai đi lính nghĩa vụ bên lực lượng công an, nhưng cháu nhập ngũ được 6 tháng đã phải ra quân vì sức khỏe không đảm bảo. Bà Phẩm nhìn chàng trai to, cao, béo trắng đang ngồi trước mặt mình, bà cảm thấy câu trả lời không đúng sự thật, nên gặng hỏi. Cháu bị bệnh tim, hay bệnh truyền nhiễm không đủ sức khỏe? Loanh quanh một lúc, cuối cùng Thái Tàu đành gãi đầu gãi tai khai thật. Do cháu ham vui, nên trèo tường ra ngoài một chút. Ai ngờ sới bạc bị bên công an đập vào. Cháu không chơi, chỉ đứng vòng ngoài, nhưng nói không ai tin. Lúc Tử Vân cùng cậu bạn trai chào bà đi lên quán, đứng ở trong nhà, bà Phẩm nghe rõ tiếng của cậu Thái Tàu nói. Bà em hình như không ưa anh. Tử Vân đi rồi, căn nhà vắng vẻ như mọi ngày. Bà Phẩm ngồi dưới bếp với tâm tư nặng trĩu. Đúng như bà dự đoán từ trước, việc Tử Vân bỏ học sớm có nhiều bất lợi. Cháu bà không có bạn bè thân thiết, nên chỉ kết giao với kiểu người như Thái Tàu, hoặc tệ hơn thế. Bà Phẩm nhầm tính, cháu gái ghi đề lại gặp dân cờ bạc. Không cần giỏi tử vi, bà vẫn đoán được đôi này sẽ tan đàn xẻ nghé sớm khi hết tiền. Tử Vân sắp bước sang tuổi 16. Tuy nhiên nếu dính vào yêu đương như vậy, khiến bà lo lắng hơn vui mừng. Bà Phẩm đang ngồi suy tính, tự dưng có tiếng reo gọi ngay ngoài cổng. Bà vội đứng dậy, bước ra ngoài. Ánh nắng chiếu làm cho bà thấy chói mắt không nhìn rõ xem ai đứng ở ngoài. Từ ngoài cổng tiếng vị khách the thé vang lên. Gớm, lâu ngày không gặp, nhưng bà chị tôi vẫn đỏ da thắm thịt quá. Không bù cho con em này một chút, khéo bà chị quên mất con măng này rồi nhỉ. Ngân ngồi cộng tiền hàng khi vừa ăn sáng xong. Do cửa hàng tạp hóa của vợ chồng cô ở vị trí trung tâm nên hút khách. Nhiều hãng bắt đầu cạnh tranh bằng các đợt khuyến mãi để kích thích tiêu dùng, vì thế giá cả phù hợp với số đông. Tuần trước Ngân cùng chồng được mời đi ăn tiệc của hãng Coca-Cola vì đại lý nhà cô đạt doanh số tiêu thụ cao. Trong khi nhân viên kinh doanh của hãng Pepsi cũng ra sức trèo kéo, tấm biển bán hàng trước nhà cũng được hãng bia Việt Hà cho người đến làm, nhìn hoành tráng hơn trước. Huy cầm cuốn sổ đi thu tiền trọ bước vào nhà. Kể từ lúc hai vợ chồng xây dãy trọ cho thuê, Huy bận hơn trước. Hàng tháng ngoài việc đi chốt số công tơ điện và nước, hễ gian phòng nào trục trặc đều gọi đến Huy. Tuy nhiều lúc cũng mệt vì bị làm phiền, nhưng bù lại hai vợ chồng có thêm một khoản thu nhập khá lớn. Dù sao cả hai đều không đi làm ở các nhà máy xí nghiệp. Sau này, dãy nhà trọ sẽ thay khoản lương hưu hàng tháng. Ngồi trước chiếc quạt cây cho giá mồ hôi, Huy mệt mỏi trách vợ. Nhà cho thuê cũng phải mua đồ tốt một chút, lắp toàn đồ đều nên nay hỏng cái này mai hỏng cái khác. Ngân ngước mặt nhìn chồng ngạc nhiên. Ồ hay, anh nghĩ xem, người thuê nhà thay đổi liên tục, tâm lý không phải của mình nên dùng như phá. Anh có lắp đồ tốt, vẫn hỏng. Biết chồng bực bội, vì cả sáng chưa chăm sóc được lũ chim cùng mấy chậu cây cành, Ngân đưa chồng một túi ni lông rồi nhẹ nhàng nói. Em biết anh mất thời gian vào mấy việc đó. Sáng nay em đã mua giúp cho hai túi cám chim cùng mấy quả táo rồi. Chút anh thoải mái chăm sóc cho lũ chim, không ai làm phiền. Nải chuối trên bàn thờ cũng chín rồi. Anh chọn mấy quả cho chim ăn dần. Khuôn mặt của Huy giãn ra khi thấy lũ chim đã có đồ ăn tử tế. Chút nữa anh chỉ cần thay mấy tờ giấy lót lồng, thêm nước vào cống rồi bóc vỏ chuối. Thêm cám là lũ chim sẽ hót rộn ràng. Nhìn trời nắng nên Huy dự tính cho lũ chim được tắm táp sạch sẽ. Hai vợ chồng lấy nhau hơn chục năm không có con nên Huy tìm đến thú chơi cây cảnh và nuôi chim. Vợ Huy sau nhiều năm tốn công của chạy chữa đã chấp nhận buông xuôi. Bây giờ Ngân chỉ lấy việc kiếm tiền là thú vui duy nhất. Nếu so với nỗi cô đơn của vợ, dù không nói ra nhưng Huy thấy mình vẫn may chán. Không một ngày chăm sóc nhưng lại có hai đứa con sàn sàn tuổi nhau, nếp tẻ đồ cả. Vừa cầm túi thức ăn của chim đứng lên, bất chợt Thục Bốp xuất hiện ngoài cửa chất vấn một cách gay gắt. Anh nói gì mà thằng con tôi nó đòi bỏ học vào Sài Gòn đi bụi? Anh có biết hậu quả sẽ thế nào không? Huy chưa kịp trả lời nhưng Ngân đã thay chồng mỉa mai. Con hư tại mẹ, sao còn mò sang đây nói linh tinh? Đúng là loại không biết nhục. Thục Bốp không phải dạng vừa, đợi cho Ngân tiến lại gần liền đáp trả. Tôi mang nặng đẻ đau nên có nhục vì con cũng đáng. Còn hơn cái loại không đẻ được,
khác nào con cá rô đực. Chưa đầy 5 phút sau, hai người đàn bà nhiều ân oán thâm thù tốc váy chửi nhau thậm tệ. Việc Ngân réo nghề bớp của Thục ra miệt thị khiến cho Thục nổi điên, quyết ăn thua đủ. Ngược lại, việc Thục bớp lôi chuyện không sinh con được của Ngân rùa làm cho cả hai không còn đường lùi. Sau gần nửa tiếng cho nhau ăn đủ thứ phụ khoa không mấy sạch sẽ, đợi cho cả hai người bắt đầu khàn tiếng, Huy bắt đầu can thiệp. Đợi vợ vào trong nhà cho yên ổn, Huy cầm tay Thục kéo về quán xương rồng tím để nói chuyện. Khi cả hai ngồi đối diện nhau, Huy chậm rãi phân tích. Ngày xưa tôi gặp cô vì sao cô biết không? Ngày đó tôi là thằng lông bông, còn cô phải chấp nhận làm nghề mặt hạng cũng vì không có nghề nghiệp trong tay. Chẳng nhẽ cô muốn thằng Lập Thành cũng lông bông như ông bố này ngày trước. Việc tôi khuyên con trai mình vào Sài Gòn lập nghiệp có gì sai? Thấy Thục im lặng lắng nghe, Huy nói tiếp. Cô là mẹ nó không sai, nhưng tôi và dòng họ Nguyễn biết cũng là người thân của nó. Chính quán xương rồng tím hiện nay cũng do ông nội nó mua cho để cho hai mẹ con cô không phải sống vất vưởng. Cô nói xem, như vậy có đúng là trách nhiệm hay không? Lúc thằng Lập Thành gây họa, cô biết vợ chồng tôi phải chi bao tiền để lo viện phí và bồi dưỡng cho người tình của cô không? Chưa kể lót tay một vài nơi để êm chuyện. Nghe Huy nói xong, thấy mình đối lý, Thục bớp thở dài. Giá như vợ anh đừng gọi tôi là con bớp sẽ không to chuyện. Huy nói thêm vài câu trước khi ra về. Cô hãy suy nghĩ việc cho thằng Lập Thành học lấy một nghề để nuôi sống bản thân. Tôi chỉ có thể giúp được khi hai mẹ con cô chịu hợp tác. Huy về nhà, ngạc nhiên khi thấy cửa khép hờ. Vợ Huy không ngồi bán hàng như mọi ngày, chắc lên gác nghỉ ngơi. Biết vợ mình vẫn nổi điên vì vụ chửi nhau, nên Huy nhẹ chân lên tầng 2. Ngó vào phòng ngủ, không thấy bóng dáng của Ngân. Trên tầng 3 có tiếng lạch cạch, khiến Huy ngạc nhiên. Lúc anh bước nhẹ chân lên đến phòng thờ, chợt sững người lại. Hóa ra Ngân đang giương khẩu súng hơi về phía quán xương rồng tím. Kéo vợ vào trong phòng thờ, Huy dồn dập hỏi. Cô tính giết người hay sao? Mà vác súng ra ngắm bắn. Ngân đỏ mặt vì tức giận và hận Thục bớp nên vặc lại. Nó trúng đạn cũng không chết được đâu mà anh phải lo. Tôi muốn dạy cho con bớp này một bài học nhớ đời. Tranh thủ lúc khách đã vơi, Miến mở song nhôm bưng chiếc bát sứ đặt vào chiếc đĩa. Cô bê vào cho chồng đang ngồi coi tivi. Vừa thấy bát sứ to trước mặt, Dư Hấp nhăn mặt kêu. Ngày nào em cũng bắt anh chơi cái món ốc lợn hấp này, chán lắm rồi. Miến nhẹ nhàng giải thích. Món này hấp cách thủy ăn rất tốt, ăn gì bổ nấy không được kêu. Biết vợ đã vất vả do lỗi lầm của mình gây ra. Dù ăn ốc lợn khiến Dư Hấp ngán không chịu được, nhưng y vẫn phải cố. Món tẩm bầu của vợ khiến y cảm thấy như bị tra tấn. Sau ngày tái khám theo lịch hẹn, Dư Hấp vui mừng vì bác sĩ kê thuốc uống thêm 2 tuần nữa. Thật ra đó chỉ là dạng thuốc bổ để bổ sung vi chất. Tuy nhiên Miến nhất quyết không cho Dự nộp hồ sơ đi làm vội. Cô muốn chồng ở nhà ăn dưỡng thêm 1 tháng nữa. Thời gian này có lẽ gia đình Dư Hấp cảm thấy hạnh phúc nhất. Ở nhà nên Dư Hấp dành nhiều thời gian dạy con học. Mặc dù ngày trước học hành không trọn vẹn, nhưng nhờ việc đọc sách nhiều nên y đã giải đáp được thắc mắc của con. Buổi tối, cả nhà ăn tối xong lại quây quần xem tivi hoặc ra ngoài đi dạo. Miến bán xong bát bún cuối cùng, vội quay ra chuẩn bị cơm trưa. Cho dù việc chồng phản bội khiến cô bị tổn thương sâu sắc, nhưng thời gian này bình tâm lại, Miến thấy nếu tiếp tục đau khổ chỉ thêm mệt mỏi. Trong cuộc sống vốn có nhiều lựa chọn, không phải ngẫu nhiên cô lại chọn Dư Hấp làm chồng. Buổi trưa ngồi ăn cơm, Miến lựa lời nói với chồng. Dạo này con bé Tử Vân làm gì không thấy về thăm nhà, anh thử ghé về đó xem sao. Dư Hấp gật đầu nhưng không quên giao hẹn. Ngày mai em tha cho anh món ốc lợn hấp cách thủy, anh sẽ về khu cống trệm ngay. Ăn nhiều cho bổ não. Miến kiên quyết bắt chồng phải ăn. Dư Hấp nhăn nhó khổ sở. Ăn nhiều rồi ngu như lợn, chứ không bổ béo gì đâu. Miến bực mình gắt lên. Không ăn vẫn ngu do bị gái lừa đó thôi. Mâm cơm canh trong nháy mắt đã bị Dư Hấp ném ra khỏi nhà. Giữa buổi trưa yên tĩnh, chỗ bát đĩa vỡ tan, tạo thành âm thanh chói tai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 15 của tác phẩm Xương Rồng Tím. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 16 vào buổi tối ngày mai. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.